Câu chuyện của hai mẹ con F0 ăn chay. Nguồn: Face Bảo Bình, thành viên group câu lạc bộ ăn chay trường. Hai mẹ con mình đều là F0 và mới xuất viện về ngày hôm qua. Mình kể câu chuyện của hai mẹ con với mong muốn lan tỏa việc ăn chay và cũng để mọi người thêm vững tin nếu lỡ bị dính Covid. Ngày 6 tháng 8, con gái 12 tuổi của mình, bé Heo tự nhiên sốt. Trong suốt 6-7 năm nay, bé chưa một lần ốm sốt. Tự nhiên sốt một cái là mình nghi nghi. Suốt một tháng, bé không bước chân ra khỏi nhà. Sau mới biết là bé lây qua không khí vì ở nhà chung cư. Hôm sau, y tế phường qua test thì kết quả dương tính mà mình thì âm tính. Bé buộc phải nhập viện điều trị. Vì con nhỏ nên mình xin đi theo con và sau 5 ngày trong viện, mình cũng bị dính Covid. Điều đáng nói là hai mẹ con mặc dù bị Covid nhưng các triệu chứng cực kỳ nhẹ. Bé Heo chỉ sốt duy nhất một ngày, ho nhẹ, không khó thở, không mệt. Mình thì sốt nhẹ 3 ngày nhưng các cơn sốt ít, không liên tục và sốt cao nhất là 38,2 độ. Mình không hề dùng đến một viên thuốc tây nào, chỉ lau mát. Mình cũng không bị khó thở, ho rất nhẹ, họng không đau, cũng không hề thấy mệt. Triệu chứng rõ nhất là bị mất mùi vậy thôi. Khi mất mùi, mình mới có cơ hội trải nghiệm và chiêm nghiệm về thức ăn nuôi dưỡng cơ thể. Khi mũi không cảm nhận được các mùi hương, ăn gì cũng thế, không còn phân biệt ngon hay dở. Lúc đó, chỉ đơn giản ăn để duy trì cuộc sống mà thôi. Mình cứ nghĩ, chỉ vì vài giây món ăn trôi qua miệng mà người ta phải tổn hại bao nhiêu sinh linh, gây tạo nghiệp sát có đáng không? Mình có đọc một tài liệu khoa học của nước ngoài nghiên cứu về việc chế độ ăn chay giúp giảm nhẹ các triệu chứng khi mắc Covid. Mình tin điều này. Khoa học thì phân tích đó là do thực phẩm nguồn gốc thực vật giúp hệ miễn dịch tốt hơn. Còn mình hiểu thêm rằng do ăn chay là bớt đi nghiệp sát, nghiệp nhẹ thì bệnh nhẹ. Hai mẹ con ở trong viện hàng ngày 3 bữa được viện chuẩn bị cơm chay. Không nói ngon dở gì, như thế là hạnh phúc lắm rồi. Các bác sĩ còn nhiệt tình cho thêm sữa mà mình không nhận. Hai mẹ con đã trải qua 12 ngày trong viện rất bình an. Mình duy trì thiền và tập thở. Phương pháp này rất tốt cho F0 các bạn nhé. So với bao nhiêu F0 khác, hai mẹ con mình đã rất may mắn, chỉ gọi là bị Covid lướt nhẹ qua, gần như không có dấu tích gì. Hôm qua, hai mẹ con mình đã bình an trở về nhà. Thực sự là đi qua cuộc chiến này mới thấy thêm trân trọng từng ngày và thêm tin vào con đường mình đã và đang đi. Chỉ có gieo nhân lành và thiện nghiệp mới giúp chúng ta tránh được những tai ương trong cuộc sống mà thôi. Mong rằng qua trận đại dịch, mọi người sẽ thức tỉnh và sẽ có nhiều người ăn chay hơn nữa. Nguồn: Bảo Bình. Ha ha ha,